Giăng chương 2 câu 1 đến câu 11, chúng ta đọc cùng nhau ạ. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: với đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi hãy vâng theo cả. Và tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những ché này. Thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc lấy nước đã biến thành rượu, và người không biết rượu này đến ở đâu. Còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ, bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất, và bày tỏ sự vinh hiển của mình như vậy, môn đồ bèn tin Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài một cách rất đặc biệt và rất lạ kỳ. Ngài đã hóa nước thành rượu. Câu chuyện được ký thuật trong sách Giăng chương 2 từ câu 1 đến câu 11 này thậm chí đã gây ra rất nhiều sự tranh cãi trong các cơ đốc nhân. Bởi vì nhiều người lấy nó để làm cái cớ cho sự say rượu, cho sự chè chén và cho những cái thú vui của họ. Họ biện minh cho những thói hư tật xấu của mình. Họ bảo là Chúa Giêsu hóa nước thành rượu thì sao tôi không được uống rượu. Họ biện minh như thế. Và nhiều người giảng dạy cũng đã giảng dạy sai, bẻ cong lời của Chúa, dẫn dụ cho các con cái của Chúa đi trong cái con đường sai lạc, và khiến cho cái giá trị của lời Chúa bị giảm sút đi. Tuy nhiên khi nhắc đến cuộc đời của Chúa Giêsu thì có những cột mốc quan trọng mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Nhất là những điều gì nó đánh dấu một cái điểm khởi đầu của chức vụ Ngài, thì nó là một điều cực kỳ quan trọng và chúng ta cần phải chú ý đến điều đó. Vì điểm bắt đầu của chức vụ Ngài nó ẩn chứa rất nhiều điều sâu nhiệm mà chỉ có một đấng mưu luận lạ lùng là Đức Chúa Trời trí cao mới có thể cất giấu nó, cũng như là bày tỏ sự kín nhiệm cho những ai tìm kiếm Ngài mà thôi. Phép lạ Chúa Giêsu hóa nước thành rượu ở đây được sứ đồ Giăng gọi là dấu lạ. Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất thì từ phép lạ này được gọi là dấu lạ, trong nguyên văn là dấu lạ, tiếng Hy Lạp là simeion, trong tiếng Anh là sign. Từ dấu lạ và từ phép lạ là hai từ mang nghĩa gần giống nhau nên đôi khi người ta dịch ra nó có sự nhầm lẫn, nhưng nó lại là hai từ có ý nghĩa khác nhau. Và đặc biệt chúng ta lưu ý đặc biệt là sứ đồ Giăng dùng từ dấu lạ cho việc Chúa Giêsu hóa nước thành rượu. Từ phép lạ hay là trong tiếng Anh là miracle và trong tiếng Hy Lạp là teras, nó có nghĩa là nó chỉ về một điều khác thường, một sự kiện khác thường và khiến cho những người chứng kiến phải kinh ngạc. Đó là ý nghĩa của từ phép lạ. Còn từ dấu lạ ở trong câu 11, Giăng không dùng từ phép lạ nhưng Giăng dùng từ dấu lạ là simeon, vì ông ám chỉ một ý nghĩa đặc biệt hơn. Như cháu đã nói trong bài trước, sứ đồ Giăng là một sứ đồ cực kỳ thân cận với Đức Chúa Giêsu, và từng câu từng chữ trong sách Tin Lành của ông đều được ghi xuống với một ý nghĩa và một ý đồ đặc biệt. Ở đây Giăng đặc biệt dùng từ dấu lạ để nói về một ý đồ cực kỳ đặc biệt. Vì dấu lạ có 4 ý nghĩa. Thứ nhất, đây là chỉ về một sự việc, một sự kiện hoàn toàn khác với quy luật thông thường. Và dấu lạ là bằng chứng của quyền phép đến từ một thẩm quyền tối cao. Dấu lạ được Chúa trao thẩm quyền cho người mà được Ngài chỉ định. Tức là người thực hiện dấu lạ đó là người được Chúa trao thẩm quyền, được Chúa chỉ định. Và qua cái dấu lạ này mà người đó chứng tỏ rằng nguyên nhân của dấu lạ là đến từ Chúa. Vậy thì dấu lạ này
bắt đầu từ Chúa, bởi Chúa và dẫn đến Chúa. Nó bắt đầu từ Chúa và nó dẫn người ta đến Chúa. Và bởi dấu lạ mà một người được phân biệt với những người khác và được biết đến. Dấu lạ nó mang tính chất phân biệt và nó mang tính chất rõ ràng hơn để phân biệt một người ra với những người khác. Phép lạ thì có thể mang tính chất chung chung, có thể là người này cũng làm được, người kia cũng làm được một phép lạ đó. Nhưng dấu lạ thì nó có tính chất đặc biệt hơn, bởi nó mang ý nghĩa là bắt nguồn từ thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời và dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời. Dấu lạ có tính chất phân biệt một người với những người khác, mang tính chất độc nhất, không ai giống như vậy và không thể nhầm lẫn. Một cái nhãn hàng họ có một cái dấu, một cái tên của hãng đó, họ đánh dấu vào các sản phẩm của họ để cho mọi người biết rằng đây là sản phẩm của tôi, thì không ai có thể nhầm lẫn được là đây sản phẩm của nhãn hàng khác, đúng không ạ? Thì dấu lạ này cũng như vậy, nó mang tính chất đánh dấu thẩm quyền của Chúa trên người đó và mang tính chất phân biệt người đó ra với những người khác. Không ai có thể làm điều giống như vậy. Và Giăng đã dùng từ dấu lạ cho việc Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu. Giăng dùng từ này cho công việc đầu tiên của chức vụ Chúa Giê-xu để chỉ đến thẩm quyền tối cao của Ngài và làm nổi bật tính chất độc nhất, độc tôn của Ngài. Trong sách Tin Lành Giăng ghi lại 7 dấu lạ của Đức Chúa Giê-xu. Đây là dấu lạ đầu tiên thôi, còn trong sách Tin Lành Giăng có 7 dấu lạ của Đức Chúa Giê-xu. Ngài làm rất nhiều phép lạ, đúng không ạ? Nhưng ông Giăng đặc biệt chỉ dùng từ dấu lạ cho 7 việc mà thôi. Và 7 việc đó là gì? 7 dấu lạ của Chúa Giê-xu trong sách Tin Lành Giăng. Thứ nhất là Chúa hóa nước thành rượu, trong chương 2 từ câu 1 đến câu 11. Dấu lạ thứ hai, Chúa chữa lành con trai của thầy đội, trong chương 4 từ câu 46 đến câu 54. Dấu lạ thứ ba, Chúa chữa lành người bạn ở Bethesda, trong chương 5 từ câu 1 đến câu 9. Dấu lạ thứ tư, Chúa hóa bánh cho 5.000 người, chương 6 từ câu 1 đến câu 4. Dấu lạ thứ năm, Chúa đi bộ trên nước từ chương 6 câu 16 đến câu 21. Thứ sáu, chữa lành người mù từ lúc mới sinh, trong chương 9 từ câu 1 đến câu 12. Và dấu lạ thứ bảy, khiến Lazarus sống lại, chương 11 từ câu 1 đến câu 46. Hôm nay thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để phân tích 7 dấu lạ này, nhưng cháu đã suy nghĩ và sẽ có thể là một tuần nào đó sẽ cùng chia sẻ với dân sự Chúa về 7 dấu lạ này. Vì số 7 là con số của sự hoàn hảo, sự trọn vẹn, và 7 dấu lạ này hiệp lại với nhau chứng minh tất cả thẩm quyền, uy quyền và quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Và như đã nói, nó phân biệt Ngài với tất cả những tiên tri khác, những thần khác, và chứng minh chỉ mình Ngài là Đấng Christ, là Đấng phải đến thế gian, không một ai giống như Ngài. Khi chúng ta học về 7 dấu lạ này, chúng ta sẽ thấy là sự trọn vẹn của nó. Và ông Giăng dùng từ dấu lạ là có ý đồ, chứ không phải là chỉ dùng một cách bâng quơ mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học đến dấu lạ đầu tiên, mở đầu cho chức vụ của Đức Chúa Giê-xu. Như đã nói thì sao ạ? Dấu lạ là chứng minh thẩm quyền đến từ Đấng Chí Cao, và dấu lạ mang tính chất độc nhất, phân biệt với những người khác. Vậy thì dấu lạ đầu tiên mở đầu cho chức vụ của Đức Chúa Giê-xu, chứng minh thẩm quyền của Ngài đến từ Đấng Chí Cao và chứng minh tính độc nhất, tính độc tôn của Ngài, đó là sự kiện Chúa hóa nước thành rượu. Giăng chương 2. Cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giê-xu có tại đó. Đức Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giê-xu nói với Ngài rằng người ta không có rượu nữa. Đây là một lời dẫn cho cái câu chuyện này. Có một đám cưới tại một thành tên là Cana ở trong xứ Galilê. Mẹ của Đức Chúa Giê-xu là bà Mary. Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ cũng đều có mặt để dự đám. Ngài được mời đến để dự đám cưới. Và trong lúc đó có một điều không hay đã xảy ra, đó là gia chủ đã hết rượu để tiếp đãi khách. Đối với phong tục của người Do Thái thì đây là một điều tối kỵ, và nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến danh dự của chủ tiệc. Bởi vậy nên bà Mary bà đã để ý đến điều đó, và bà đề nghị Chúa Giê-xu can thiệp trong vấn đề này, dù trước đó thì Ngài chưa hề làm một phép lạ nào hết. Nhưng bà Mary đã biết rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, và bà tin chắc rằng Ngài có quyền năng để giải quyết tình thế này
để cứu nguy cho chủ nhà. Cháu nghĩ có lẽ bà Mary là một người có phận sự gì đó trong đám cưới này, nên bà ấy mới để ý đến việc hết rượu. Chúa Giê-xu đáp lại trong câu 4: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Đây cũng là một câu gây rất nhiều tranh cãi, và nó khiến người ta thắc mắc tại sao Chúa Giê-xu lại dùng từ đàn bà cho mẹ của mình. Nhưng trong tiếng Hy Lạp, cái từ đàn bà này trong tiếng Hy Lạp là Ginai, trong tiếng Anh là woman. Đây là một từ chỉ chung cho những người có giới tính nữ ở bất kỳ độ tuổi nào, dù là trinh nữ, có chồng hay chưa có chồng, hay là một người vợ hay một bà quá thì vẫn dùng từ này. Đây là một từ chỉ chung, và đây là một từ có ý nghĩa rất lịch sự, mang ý nghĩa tích cực, không phải ý nghĩa tiêu cực, và nó không mang tính chất thiếu tôn trọng như từ ngữ hiện nay. Chúa Giê-xu dùng từ này cho bà Mary ở trong trường hợp này, và trong cả Giăng chương 19 câu 26, khi Ngài ở trên thập tự giá và Ngài nói với bà Mary rằng: hỡi đàn bà kia, đây là con ngươi đó. Bà Chúa Giê-xu gửi gắm bà Mary cho sứ đồ Giăng, thì Chúa Giê-xu cũng dùng từ là hỡi đàn bà kia. Đó là một từ với nhau. Trong các sách Tin Lành thì từ đàn bà này cũng được dùng rất nhiều để chỉ đến những người mang giới tính nữ. Và từ này theo một cách dịch chính xác nhất là lady hoặc là madam, nghĩa là quý bà, quý cô, thưa bà, thưa cô, chứ nó không phải là đàn bà theo cái tính chất tiêu cực như hiện nay đâu. Vì thế nên nhiều người hiểu nhầm lắm ạ. Do cái cách dịch đó mà khiến cho người ta hiểu nhầm rằng Chúa dùng từ không tôn trọng đối với mẹ của mình. Nhưng thực ra đây là một từ rất tôn trọng và rất lịch sự: quý bà, quý cô, thưa bà, thưa cô. Ta với ngươi có sự gì chăng? Đây lại là một câu gây hoang mang dư luận nữa. Vì người ta nghĩ rằng, người ta dùng những cái câu này để người ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu bất kính đối với mẹ của mình. Nhưng câu này lại là do cách dịch. Câu này dịch ra để thể hiện ý của Chúa Giê-xu rằng vấn đề mà mẹ đang quan tâm có liên quan gì đến con. Tại sao mẹ lại kéo con vào trong vấn đề này? Bởi vì Chúa Giê-xu đang giải thích rằng Ngài là một vị khách mà thôi. Ngài là một vị khách đến được mời đến dự đám cưới, và Ngài không có trách nhiệm gì đối với việc là chủ tiệc hết rượu, đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là một cái tâm lý hoàn toàn bình thường. Ngài là một vị khách mà, bây giờ chủ tiệc hết rượu tại sao lại liên quan gì đến tôi? Tuy nhiên để ý rằng đây là thời điểm mà Ngài đã bắt đầu chức vụ, Ngài đã được báp têm Thánh Linh và Ngài đã kêu gọi các môn đồ để đi theo Ngài rồi. Chức vụ của Chúa Giê-xu bây giờ là đứng cứu thế phải đến trần gian. Và Chúa Giê-xu qua câu này, Chúa Giê-xu cũng muốn nói cho bà Mary biết rằng Ngài đã bắt đầu chức vụ của mình. 30 năm trước Ngài ở cùng với cha mẹ và giúp việc họ. Ngài giúp việc họ là người thợ mộc nữa, và Ngài phải chịu lụy họ. Nhưng đến thời điểm này Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình và tỏ bày vinh hiển của Đức Chúa Cha. Mọi việc Ngài làm bắt đầu từ thời điểm này đều hoàn toàn theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Thời điểm trước Ngài vẫn làm mọi việc theo ý của Đức Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn phải chịu lụy cha mẹ theo phần xác của Ngài. Nhưng bây giờ, sau khi Ngài đã được báp têm Thánh Linh, sau khi Ngài đã kêu gọi các môn đồ với Ngài, thì Ngài cho bà Mary biết rằng bây giờ là giờ Ngài bắt đầu thi hành chức vụ chính thức của mình, và bà phải chấp nhận điều đó. Vì mục đích của Ngài ở trên đất không phải để đẹp lòng loài người, và không phải là để làm theo ý muốn của bà Mary, nhưng là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Và mọi ý muốn của loài người, dù người đó là ai, đều ở dưới ý muốn của Chúa. Vậy nên câu lời đáp của Chúa Giê-xu: ta với ngươi có sự gì chăng? Tức là vấn đề của bà, vấn đề của mẹ không liên quan gì tới tôi. Tôi có một vấn đề khác phải lo, đó là ý muốn của cha tôi. Mọi việc Ngài làm đã đều có một chương trình, một kế hoạch định sẵn với một mục đích rõ ràng và trong một thời điểm đã được chỉ định. Tất cả được Đức Chúa Trời phác thảo vô cùng chi tiết, và Chúa Giê-xu có nhiệm vụ vâng theo hoàn toàn. Ngài không cho phép bất cứ một ai, một con người hay một thế lực nào được xen vào điều đó, cản đường kế hoạch Đức Chúa Trời đã định cho Ngài. Và Ngài nói rõ ràng rằng bắt đầu từ thời điểm này,
là Ngài sẽ không chịu lụy cha mẹ Ngài về phần xác nữa, mà Ngài sẽ hoàn toàn tập trung vào ý muốn của Đức Chúa Cha. Và ý muốn của Đức Chúa Cha là có thời điểm của Ngài. Khi Ngài ở trong gia đình thì Ngài chịu phục cha mẹ, nhưng bây giờ Ngài thuận phục Đức Chúa Cha hoàn toàn. Và bà Mary cũng như ông Joseph và tất cả mọi người trong gia đình phải chấp nhận và thuận phục, vì Chúa Giê-xu đến để cứu cả chính họ. Ngài cũng là cứu Chúa của họ. Câu giờ ta chưa đến đã nói rõ rằng Chúa có thời điểm của Ngài, và con người không thể can thiệp vào thời điểm đó. Ngài biết việc gì Ngài phải làm, Ngài phải làm với ai và vào lúc nào. Vậy nên trước khi bà Mary đề nghị Ngài làm điều gì đó với việc là chủ tiệc hết rượu thì Ngài đã biết trước rồi. Nhưng Ngài đáp lại với bà Mary như vậy để bà biết rằng bà phải tuân theo thời điểm của Ngài. Ngài không hành động với một mệnh lệnh từ một con người nào, dù người đó là ai. Ngài chỉ hành động với mệnh lệnh từ Đức Chúa Cha mà thôi. Sau lời đáp của Chúa Giê-xu, Mary đã hiểu ra vấn đề, và lần này bà hành động với một đức tin vâng phục. Bà nói với những kẻ hầu bà rằng: người biểu chi hãy vâng theo cả. Bà tin rằng Chúa có quyền để đảo ngược tình hình và biến không thành có, và Ngài sẽ làm bởi lòng nhân đức, lòng yêu thương của Ngài. Do bà hiểu rằng người đứng trước mặt bà đây không phải là con của bà nữa, mà là cứu Chúa của thế gian, là đấng có thẩm quyền tuyệt đối từ Đức Chúa Trời. Và việc của bà là vâng phục, tin cậy và chờ đợi Ngài hành động, chứ không phải là ra lệnh cho Ngài theo ý muốn của bà. Và bà không còn có thể đề đạt hay là ra lệnh cho Ngài với cương vị là một người mẹ theo phần xác được nữa. Câu 5 đã cho thấy rõ điều đó: người biểu chi hãy vâng theo cả. Chúa có thời điểm của Ngài, và thời điểm của Chúa nhiều khi khác với chúng ta, vì ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta, và Ngài biết mọi việc trước khi chúng ta cầu xin Ngài. Vậy nên đôi lúc khi chúng ta cầu xin Ngài, chúng ta thấy chưa được Chúa đáp lời thì chúng ta tưởng rằng Ngài không nhận lời hoặc là Ngài chậm trễ. Nhưng Ngài có thời điểm, và thời điểm đó luôn luôn là chính xác nhất. Chúng ta không có quyền can thiệp hay bắt ép Ngài hay ra lệnh cho Ngài. Việc của chúng ta là vâng phục, tin cậy và chờ đợi Ngài trong sự vui mừng. Như bà Mary, Ngài bảo sao hãy vâng theo cả. Và sự chậm trễ của ân điển không phải là sự từ chối của lời cầu nguyện. Khi Ngài có vẻ như chậm trễ không đáp lời lại chúng ta, không phải là Ngài từ chối chúng ta đâu. Ngài biết mọi nhu cầu trước khi chúng ta xin Ngài, nhưng Ngài muốn những ai mong đợi ơn của Ngài phải trước hết tuân phục thứ tự, trật tự của Ngài với lòng sẵn sàng vâng lời. Và Ngài sẽ hành động khi chúng ta nhận biết thẩm quyền của Ngài. Vì Ngài phán rằng: ta với ngươi có sự gì chăng? Ta với ngươi có liên hệ gì chăng? Giờ ta chưa đến. Tưởng như là Ngài sẽ không làm gì, nhưng ngay sau khi bà Mary đã thuận phục và đã tin cậy hoàn toàn, người biểu chi hay vâng theo cả, thì Chúa Giê-xu hành động theo thời điểm của Ngài. Ngài bày tỏ phép lạ đầu tiên trong chức vụ của mình, đó là phép lạ hóa nước thành rượu. Đây không chỉ là một phép lạ để cứu nguy cho cô dâu chú rể của bữa tiệc, mà nó còn ẩn chứa những điều sâu nhiệm đã cất giấu từ ngàn xưa. Chúng ta sẽ để ý vào từng câu chữ trong ba câu này. Và tại đó có 6 cái chén đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lường nước. Đức Chúa Giê-xu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những chén này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Trước khi ăn, người Do Thái có một tục lệ, đó là họ sẽ phải rửa tay. Vậy nên ở trong bữa tiệc này có 6 cái ché đá, là cái ché nó là cái chum to bằng đá để đựng nước, để cho những người khách khi đến bữa tiệc họ sẽ rửa tay ở ngoài, sau đó mới vào ăn tiệc. Luật lệ này được chép ở trong sách Lê Vi Ký chương 15 câu 11, và họ quy định rằng tất cả những ai khi ăn một cái gì sẽ phải rửa tay. Nếu không thì đồ ăn đó khi vào người sẽ bị ô uế và bị bẩn. Họ quan niệm như vậy. Mỗi cái chén đá này, mỗi cái chum này
chứa khoảng 2-3 lường nước, tức là từ 80 đến 120 lít nước một chum. Thì 6 cái chứa được 480 đến 720 lít nước. Chúng rất to và rất nặng. Điều thú vị là Chúa Giê-xu đã dùng chính 6 cái chén đá này để hóa nước thành rượu. Số 6 là con số của loài người và chỉ về sự không hoàn hảo. Nó được dùng cho sự rửa sạch, tức là dùng về luật lệ, lễ nghi và tôn giáo. Nước ở trong chén đá để rửa sạch bên ngoài của thân thể, rửa sạch cái tay. Còn khi Chúa Giê-xu hóa thành rượu thì nó là một thứ gì đó để uống vào bên trong. Và 6 cái chén này, mỗi cái chứa được 80 đến 120 lít nước, thì 6 cái là 480 đến 720 lít nước. Khi Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu thì nó là trong khoảng 480 đến 720 lít rượu, bởi vì Ngài đổ đầy cả 6 cái chén đó thì chắc là khoảng tầm 700 đến 720 lít rượu. Để có thể có được cái số rượu này, 700 lít rượu này, cần phải mất 1 tấn nho, và nó tương đương với 1.000 chai rượu. Đây bày tỏ tính chất dư dật của Ngài. Khi Ngài đã làm gì, Ngài không làm gì thôi, Ngài làm thì nó sẽ rất là dư dật, không thể dùng hết được. Đó là bản chất của Ngài, bản chất của sự sung mãn và của sự dư dật có sẵn ở trong Ngài. Và thực ra trong thời cổ xưa, trong thời của Chúa Giê-xu, thì bởi vì sự khan hiếm của nước nên rượu nó được coi là một vật thực phẩm hàng ngày. Nó liên quan đến nhu cầu cần thiết hàng ngày, chứ không phải là một thứ đồ xa xỉ và hưởng thụ như bây giờ, vì ngày đó rất khan hiếm nước. Và rượu ở trong Kinh Thánh có hai loại, thực ra là có ba loại, nhưng thường thì người ta nhắc đến hai loại. Loại thứ nhất, Yadin, là loại có men. Loại thứ hai, Tiros, là loại không men. Loại có men thì chúng ta biết là rượu từ nho, đúng không ạ? Nho ép ra. Và có hai loại, một là nước nho có men, hai là nước nho không có men. Tất cả đều được dịch ra là rượu. Nhưng thực ra trong tiếng Hebrew có hai từ riêng biệt để chỉ về điều này. Yadin là loại rượu có men, và Tiros là loại không men, tức là nước nho. Trong phần Kinh Thánh Cựu Ước thì những cái loại rượu mạnh và những loại rượu dẫn người ta đến với sự quá độ, sự say sưa luông tuồng được dùng từ Yadin. Còn loại rượu mà Chúa Giê-xu, mà Đức Chúa Trời dùng từ rượu mới và rượu mà khiến cho người ta cảm thấy vui mừng đó, được gọi là Tiros, là loại không men. Đây là được gọi là rượu mới ở trong Kinh Thánh. Còn trong phần Tân Ước thì tiếng Hy Lạp của từ rượu là Oinos. Nó chỉ cả hai loại. Trong Tân Ước thì chỉ có một từ là Oinos mà thôi. Đây là tiếng Hy Lạp, chỉ cả hai loại, loại có men và loại không có men. Nhưng chúng ta nhớ là Yadin là loại có men, là loại rượu mà là rượu mạnh. Còn Tiros loại không men, và được dùng cho những trường hợp có liên quan đến rượu mới. Trong Kinh Thánh, rượu là biểu tượng cho sự ban phước của Đức Chúa Trời, sự vui mừng trọn vẹn, huyết và Đức Thánh Linh. Có các lời hứa về sự ban phước của Đức Chúa Trời trong sách Gioan chương 2 câu 19 đến câu 24. Đức Giê-hô-va đã trả lời và đã phán cùng dân mình rằng: này, ta sẽ ban cho các ngươi lúa mì, rượu mới và dầu. Các ngươi sẽ no nê về các thứ đó. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu. Từ rượu mới ở đây là từ Tiros, là loại không men. Trong sách Gioan chương 3 câu 18 cũng vậy: trong ngày đó các núi nhỏ rượu ngọt ra, sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy. Sa-ta-ri chương 9 câu 17: sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là rừng nào. Lúa miến sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thạnh vượng. Đây là lời hứa về sự ban phước của Đức Chúa Trời, rằng Chúa sẽ đem dân của Ngài đến một xứ đầy sữa và mật, với lúa miến, lúa mì và rượu mới, khiến cho dân của Ngài được thạnh vượng và được vui mừng trọn vẹn. Chúa Giê-xu đã biến một thứ định dùng cho luật lệ, cho lễ nghi, phong tục bên ngoài, thành một thứ đem đến sự vui mừng và sự phước hạnh thật từ bên trong.
Bởi vì 6 cái chén đá này, như cháu đã nói, số 6 là con số của sự không hoàn hảo. Và nó được dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa. Nó nói đến lễ nghi và tôn giáo. Chúa Giê-xu dùng những thứ mà định dùng cho luật lệ, cho lễ nghi, để biến nó thành một sự vui mừng và một sự phước hạnh thật từ bên trong. Ngài làm ứng nghiệm những lời hứa trong Cựu Ước rằng khi Đấng Mê-si đến, rượu mới sẽ tràn ra cho dân Ngài, để họ được hưởng sự vui mừng và sự khoái lạc trọn vẹn. Như những câu kinh thánh đã được chép ở trên, là những câu kinh thánh nói về sự, những lời hứa của Đức Chúa Trời về sự ban phước của Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến, sẽ có dầu và rượu mới chảy ra cho dân của Ngài. Ngài chứng tỏ rằng những luật lệ và những lễ nghi trong Cựu Ước không thể đáp ứng nhu cầu tâm linh của dân Ngài. Đó chỉ là sự rửa sạch về bề ngoài, nhưng bề trong họ vẫn cứng cỏi và họ vẫn chưa được biến đổi, chưa được tinh sạch. Nước này chỉ để dùng để rửa tay bên ngoài thôi, nhưng Chúa Giê-xu biến nó thành rượu là một thứ để uống vào bên trong. Nó thay đổi, là một cái gì đó nó khuấy động ở bên trong. Ngài chứng tỏ rằng Ngài chính là nguồn của sự sống, của sự vui mừng và sự dư dật. Ngài đến để cất bỏ tất cả những gánh nặng về luật pháp và ban cho con cái của Ngài sự vui mừng trọn vẹn trong Ngài, chỉ bởi đức tin vào Ngài mà thôi. Không những Chúa Giê-xu đến để làm ứng nghiệm lời tiên tri qua phép lạ Ngài hóa nước thành rượu này, nhưng nó cũng liên quan đến hai phần trong Kinh Thánh, đó là giao ước cũ và giao ước mới. Bởi vì rượu là biểu tượng cho huyết và cho Đức Thánh Linh, là biểu tượng cho giao ước. Giao ước cũ là giao ước lập bằng chữ, 6 cái chén đá đúng không ạ? Lập trên bảng đá, lập trên đá. Giao ước cũ là giao ước lập trên đá, với các điều luật, các lễ nghi, và con người phải tự gắng sức để làm theo nó. Nhưng giao ước đó không trọn vẹn vì nó chỉ giải quyết vấn đề bên ngoài. Nó chỉ là nước để rửa sạch tay mà thôi. Và vì thế nên là tấm lòng của họ không có một cái gì đụng chạm đến, nên họ vẫn cứ cứng cỏi, họ vẫn liên tục phạm tội và trái lời giao ước, vì họ không có sức để làm theo mọi điều đó. Nhưng giao ước mới là giao ước Đức Chúa Trời đã lập bởi lời hứa. Trong sách Jeremy chương 31, Jeremy chương 31 từ câu 31 đến câu 34, chúng ta đọc cùng nhau. Đức Chúa Trời bảo rằng, ngày những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi Egypt, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi. Ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, đây là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ là Đức Chúa Trời chúng nó sẽ là dân ta. Chúng nó ai đấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Giao ước này, Ngài hứa Ngài sẽ tha thứ mọi sự gian ác cho con cái của Ngài và sẽ đặt luật pháp của Ngài vào trong lòng của họ, để họ không còn dùng sự nỗ lực của xác thịt mà làm theo nữa, nhưng chỉ cần tin cậy Ngài và ở trong Ngài. Và giao ước này được làm cho qua Chúa Giê-xu, qua cái chết trên thập tự giá của Ngài, bởi dòng huyết máu vô tội của Chúa đổ ra để chúng ta được tha tội và được làm sạch. Và qua đó chúng ta được ban Đức Thánh Linh để ngự vào lòng chúng ta, để dẫn dắt chúng ta trong mọi đường lối công bình. Và chúng ta không còn cần phải cố gắng theo sự cố gắng riêng của xác thịt mình nữa, nhưng chỉ cần vâng theo Đức Thánh Linh sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh là Đấng đến để ban cho chúng ta sự tự do, sự vui mừng, sự sống thật. Như đã chép trong sách Roma chương 8 từ câu 2 đến câu 4. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt.
nhưng noi theo Thánh Linh. Luật pháp của Thánh Linh sự sống đã buông tha chúng ta khỏi sự tội và sự chết, có nghĩa là chúng ta không còn bị ràng buộc bởi tội lỗi và sự chết nữa. Chúng ta được buông tha để tự do không phạm tội, chứ không phải tự do để phạm tội. Và nhờ có Đức Thánh Linh dẫn dắt mà chúng ta được trọn vẹn và được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rượu là biểu tượng của huyết, bởi vì huyết máu của Chúa Giê-xu thanh tẩy mọi tội lỗi và mọi sự ô uế của chúng ta từ sâu trong tâm linh của chúng ta, chứ không chỉ là hình thức bề ngoài. Như chén nước nó chỉ dùng để rửa tay, nó chỉ dùng cho một cái gì đó ở bên ngoài, nghĩa là luật pháp nó chỉ có tác động đến bên ngoài mà thôi, không có tác động đến bên trong. Nhưng khi Chúa Giê-xu hóa nó thành rượu thì nó là một thứ để uống vào và một thứ để khuấy động bên trong tấm lòng của chúng ta. Và nó, rượu đó là biểu tượng cho huyết máu của Chúa Giê-xu thanh tẩy mọi tội lỗi, mọi sự ô uế của chúng ta. Ngài biến một thứ dùng cho sự thanh tẩy bề ngoài là nước thành một thứ dùng cho sự thanh tẩy bên trong là rượu. Ngài chứng tỏ rằng luật pháp không thể khiến con người tinh sạch và trọn vẹn, nhưng chỉ huyết máu của Ngài là huyết vô tội, huyết tinh khiết mới có thể làm sạch người ta cả trong lẫn ngoài. Giăng nhất chương 1 câu 7: Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Không những vậy, nó còn đem lại sự vui mừng thật từ sâu trong tâm linh của con người. Không chỉ là sự thanh tẩy, nhưng là sự vui mừng thật, vì rượu cũng là biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Chúng ta được rửa sạch tội lỗi bởi huyết máu của Đấng Christ, và chúng ta tiếp tục được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh. Vì khi chúng ta sống, chúng ta không chỉ là một lần là được sạch, bởi vì chúng ta sống chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm tội, nhưng bởi sự thanh tẩy và sự thánh hóa của Đức Thánh Linh nên chúng ta được ở trong một tiến trình của sự thánh hóa. Đức Thánh Linh là Đấng thánh hóa hội thánh. Nhất Phi-e-rơ chương 1 câu 2: Được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và có phần trong sự giải huyết của Ngài. Chúa Giê-xu đã thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, nhưng trong tiến trình mà chúng ta sống thì sự thanh tẩy tiếp tục, đó là sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng tái sinh chúng ta và khiến chúng ta thành một con người mới, và nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt mà chúng ta mới có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu để mở đầu cho chức vụ của Ngài trên đất. Gợi nhớ đến hình ảnh của ai không ạ? Môi-se. Vâng, Môi-se. Môi-se hóa nước thành huyết. Đây là phép lạ đầu tiên tại xứ Ai Cập. Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu là phép lạ đầu tiên của Ngài trong chức vụ của Ngài. Môi-se hóa nước thành huyết là phép lạ đầu tiên tại xứ Ai Cập. Chính Môi-se không phải là Đấng Christ, không phải là Đấng cứu thế, nhưng là hình bóng cho Đấng phải đến. Và thực chất chính Môi-se không phải là người làm phép lạ này. Vì sao? Xuất Ê-díp-tô ký chương 7 câu 25: Sau khi Đức Giê-hô-va đập sông thì được 7 ngày. Chính Đức Giê-hô-va là người đã làm phép lạ này. Dưới thời của Môi-se là người đại diện cho luật pháp, thì phép lạ hóa nước thành huyết được bày tỏ là một sự phán xét cho Ai Cập và là một phần trong tiến trình giải cứu con dân Chúa. Đối với những người Ai Cập đó là sự phán xét, nhưng đối với con dân của Chúa đó là sự giải cứu. Dưới thời của Chúa Giê-xu đại diện cho ân điển, phép lạ nước hóa thành rượu được bày tỏ để chứng minh lòng thương xót của Ngài, lòng nhân từ của Ngài, cũng như là quyền năng và vinh hiển của Ngài. Đây là hình bóng về lời hứa của Đức Chúa Trời trong hai thời kỳ khác nhau. Dưới thời của Môi-se đại diện cho thời kỳ luật pháp, đó là lời hứa về sự giải cứu khỏi ách nô lệ qua dòng huyết máu của Chúa Giê-xu, và đối với những người không tin là sự đoán phạt cho những ai không tin đến con của Đức Chúa Trời. Dưới thời của Chúa Giê-xu, thời kỳ ân điển, thì Đức Chúa Trời lại có lời hứa về sự biến đổi trọn vẹn qua sự ban cho của Đức Thánh Linh. Trong thời cựu ước, trong thời Môi-se, thời luật pháp, Đức Chúa Trời có lời hứa về một đấng Mê-si, một đấng giải cứu sẽ đến thế gian để cất sự vô đạo của Gia-cốp. Và trong thời tân ước là khi thời mà đấng Mê-si đó đã đến rồi, thì chính đấng Mê-si lại có lời hứa về một đấng khác.
Sau khi Ngài đã chịu chết và được sống lại, thì Ngài có lời hứa ban Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Và Đức Thánh Linh được ban xuống sau khi Ngài chịu chết và được sống lại. Ngài là thần lẽ thật để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và ở với chúng ta đời đời. Chúng ta chú ý đến điểm mấu chốt ở đây. Trong thời luật pháp thì lời hứa là một đấng giải cứu. Trong thời ân điển thì lời hứa là thần lẽ thật, là Đức Thánh Linh. Bởi vậy cho nên Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, như được chép trong Hebrew chương 9 câu 15. Nhân đó Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Và Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 6. Giao ước mới này là gì? Ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Vậy thì giao ước cũ là giao ước về chữ, còn giao ước mới là giao ước về Đức Thánh Linh. Tại sao Chúa Giê-xu được gọi là đấng trung bảo của giao ước mới? Như đã nói ạ, trong thời kỳ luật pháp là thời kỳ giao ước cũ, Chúa, Đức Chúa Trời Ngài hứa về một đấng giải cứu. Và vì đấng giải cứu đó đã đến rồi nên giao ước này bị bỏ. Đến một giao ước mới là giao ước về Đức Thánh Linh, là một giao ước trọn vẹn. Và giao ước cũ nó không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề tội lỗi của con người, nó không biến đổi tấm lòng của con người. Còn trong giao ước mới là giao ước mà Đức Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh cho con dân Ngài, ở trong họ, ở với họ, dẫn dắt họ trong đường lối của Ngài, khiến họ được tái sinh trọn vẹn. Đây là một giao ước tốt hơn. Và để đạt được điều này, để được Thánh Linh của Chúa ngự vào trong lòng, thì trước hết họ cần phải được thanh tẩy chính mình. Họ cần phải được thanh tẩy mọi tội lỗi và mọi sự ô uế để trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh. Điều này chỉ có thể giải quyết bởi dòng huyết máu của Chúa Giê-xu khi Ngài chết trên thập tự giá, làm giá cứu chuộc hoàn hảo cho con người. Và một điều chúng ta cần chú ý đó là Đức Thánh Linh chỉ được ban cho sau khi Chúa Giê-xu đã chịu chết và được sống lại mà thôi. Điều này được ẩn chứa trong sách Giăng 2 câu 1, 3 ngày sau. 3 ngày sau có một đám cưới tại thành Cana. Nguyên văn cái từ cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana này đó là: ngày thứ 3 có một đám cưới tại thành Cana xứ Galilee. Ngày thứ 3 là ngày mà Đức Chúa Giê-xu sống lại. Và sau đó Ngài ban Đức Thánh Linh cho con dân của Ngài. Bởi vậy cho nên mới nói Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, là đấng ở giữa, là đấng mà khiến cho chúng ta có thể được sự ban cho của Đức Thánh Linh, được hưởng trọn vẹn giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng ấn chứng và là sự đảm bảo chắc chắn cho chúng ta về cơ nghiệp đã hứa trong sách Hebrew chương 9 câu 15. Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Và cơ nghiệp này được hứa, được đảm bảo bởi Đức Thánh Linh là đấng ấn chứng ở trong chúng ta. Sách Ê-phê-sô chương 1 câu 13 và 14 đã nói về điều này. Ấy là cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Cơ nghiệp này là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Cháu nói lại phần này một lần nữa. Vậy thì giao ước cũ là luật pháp đã bị bỏ. Giao ước mới Đức Chúa Trời thiết lập với chúng ta là giao ước trong Thánh Linh. Và để chúng ta nhận được giao ước này, để được Chúa được để Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta trước hết cần được thanh tẩy mọi tội lỗi và mọi sự ô uế qua sự chết của Chúa Giê-xu. Vậy nên Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, là đấng trung gian để chúng ta qua Ngài mà được bước vào trong giao ước đời đời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng điều này. Vì trong câu 9 và câu 10, khi Chúa Giê-xu đã bày tỏ phép lạ hóa nước thành rượu
thì chỉ ít người biết điều đó mà thôi. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, và người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ người này là người cai quản, là người sẽ quan sát toàn bộ cái bữa tiệc đó, và ông ta chịu trách nhiệm về mọi vấn đề trong bữa tiệc, nhưng lại không biết là hết rượu, và ông ta cũng không biết rằng rượu này đến từ đâu. Nhưng chỉ có những người có sự để ý, những người có tấm lòng hạ mình và vâng phục như Mary và những kẻ hầu bà luôn trực sẵn, thì mới có thể biết được rằng Chúa Giê-xu đã bày tỏ vinh hiển của Ngài. Và khi Chúa Giê-xu đã bày tỏ vinh hiển này, Ngài hóa nước thành rượu, thì rượu này là rượu ngon nhất. Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Đây là loại rượu ngon nhất mà ông ta từng được nếm. Trong tiếng Anh có một thành ngữ là save the best for last, có nghĩa là dành điều tốt nhất đến phút cuối cùng. Điều này chứng tỏ rằng qua chức vụ của Chúa Giê-xu, giao ước của Đức Chúa Trời đã được trọn vẹn và không còn một giao ước nào nữa, vì đó là giao ước tốt nhất, hoàn hảo nhất. Ngài đã biến điều không hoàn hảo, con số 6 đại diện cho sự không hoàn hảo và đá đại diện cho giao ước cũ. Ngài biến điều không hoàn hảo thành điều hoàn hảo và trọn vẹn thành một điều tốt nhất. Tuy nhiên chỉ ít người biết đến điều này mà thôi. Và đó là những người để ý, những người vâng lời, là Mary và những kẻ hầu bạc và môn đồ của Ngài biết được điều này mà thôi. Vậy thì những người có tấm lòng khiêm nhường hạ mình và vâng phục sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Ngài và hưởng trọn vẹn lời hứa trong giao ước mới của Ngài. Ngày nay chúng ta đang sống trong thời kỳ tân ước, là thời kỳ giao ước mới, là thời kỳ mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự vào lòng của chúng ta. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được hưởng trọn vẹn giao ước này. Chỉ có những người hạ mình khiêm nhường, vâng phục và để ý mới có thể kinh nghiệm và hưởng trọn vẹn sự ban cho của giao ước tốt lành này, mới có thể nếm được rượu ngon mà thôi. Chúa Giê-xu mở đầu chức vụ với phép lạ, Ngài hóa nước thành rượu, và Ngài kết thúc chức vụ này với bữa ăn cuối cùng khi Ngài bẻ bánh và đưa nước nho cho các môn đồ. Ngài phán rằng trong Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 27 đến 28, Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ngay từ đầu chức vụ của mình, Ngài đã tỏ ra trước cái kết thúc của nó. Ngài chứng tỏ mình là đứng Alpha và đứng Omega, là đầu và là cuối, là đứng biết sự kết thúc từ lúc ban đầu. Ngài không làm phép lạ một cách bâng quơ đâu, nhưng đều có chủ đích và đều có một ý nghĩa sâu nhiệm. Và Ngài bày tỏ ra chức vụ cũng như là điều mà Ngài sẽ phải làm trọn. Đó là Ngài hóa nước thành rượu, rượu đại diện cho huyết và đại diện cho Đức Thánh Linh, cả hai là giao ước mới. Ngài bày tỏ rằng Ngài sẽ đem đến một giao ước mới, là một giao ước tốt hơn, là một giao ước hoàn hảo và trọn vẹn, đem đến sự vui mừng thật cho con dân của Ngài. Tóm lại, phép lạ của Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu đã bày tỏ ba điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất, Ngài là đấng làm ứng nghiệm các lời tiên tri. Các lời tiên tri đó chính là lời tiên tri về rượu mới sẽ chảy ra khi đấng Mêsi xuất hiện. Thì khi Ngài xuất hiện, Ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri sẽ có rượu mới, thì đã có rượu mới. Và Ngài chứng tỏ rằng Ngài là đấng Christ, là đấng phải đến thế gian. Điều thứ hai, Ngài đến để phá bỏ giao ước cũ và làm trọn giao ước mới, là giao ước đã được hứa trong Jeremy chương 31 câu 33 đến 34 và được nhắc lại trong Hebrew chương 8 câu 10 đến câu 13. Chúa lại phán: này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng: hãy nhìn biết Chúa, vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta. Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Gọi ước đó là mới thì đã xưng ước trước là cũ, và điều chi đã cũ đã già thì
thì gần tiêu mất đi. Trong giao ước này có 3 điều. Điều thứ nhất, dân Chúa được tha tội bởi sự đổ huyết của Chúa Giê-xu. Đây là lời hứa về sự thanh tẩy. Điều thứ hai, họ được ban cho lòng mới và luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi trong lòng họ bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh. Và sự ban cho của Đức Thánh Linh là sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Đây là lời hứa về sự tái sinh. Điều thứ ba, đó là họ được nhận biết Chúa và được ở trong mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời. Đây là lời hứa về sự quan hệ cá nhân. Một người có thể tự do để đến cùng Chúa, không cần phải thông qua một thầy tế lễ như ngày xưa nữa. Và cả ba điều này đã chứng tỏ đây là giao ước tốt nhất, trọn vẹn nhất dành cho những người sẵn sàng đầu phục và những người tin hoàn toàn nơi Ngài. Điều cuối cùng, Ngài tạo nên đức tin cho môn đồ. Câu 11, ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất, làm dấu lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển của mình. Như vậy môn đồ bèn tin Ngài. Bởi điều này mà họ nhận biết Ngài là đấng có quyền năng vượt trên mọi quy luật tự nhiên, và họ phải tin Ngài. Vinh hiển của Ngài bày tỏ khiến cho họ bị bắt phục. Đây là một dấu lạ để chứng tỏ quyền phép của Ngài đến từ đấng tối cao và phân biệt Ngài với những người khác. Vì Ngài không chỉ là một tiên tri, Ngài không chỉ là một thầy dạy đạo, nhưng là con của Đức Chúa Trời chí cao. Và trong Ngài có nguồn của sự sống, nguồn của sự vui mừng và nguồn của sự dư dật. Ngài là đấng đã dựng nên muôn vật, và ấy là trong ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Không ai giống như Ngài và không ai làm được các việc như Ngài. Vì để biến nước thành rượu, nó sẽ mất một thời gian rất lâu. Nước chỉ là một nguyên tố mà thôi, nhưng trong rượu có rất nhiều nguyên tố và có rất nhiều những thành phần phức tạp, và nó cần một thời gian rất dài để có thể lên men. Nhưng thực ra Chúa Giê-xu không cần phải phán. Ngài không cần phải phán là hãy biến thành rượu đi. Không, Ngài chỉ bảo họ là đổ nước vào và đem cho kẻ coi tiệc mà thôi. Bởi đó nên môn đồ cảm thấy, môn đồ biết rằng Ngài có quyền năng vượt trên quy luật tự nhiên. Và rượu mà Ngài hóa ra đó lại là loại rượu ngon nhất, là giao ước tốt nhất và giao ước hoàn hảo trọn vẹn nhất. Không ai giống như Ngài và không ai làm được các việc như Ngài, vì Ngài là đứng có một và thật. Và sau cái phép lạ này, Ngài bắt đầu bày tỏ những quyền năng của Ngài tiếp theo, và chúng ta sẽ được học trong các thời gian tiếp theo. Mọi vinh hiển xin dâng lên cho Đức Chúa Trời.